Chào các bạn, nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình trồng cái hoa giấy các bạn. Đây những cành hoa giấy, những cành lớn này, mình mang về luôn, mình trồng luôn đó. Thì sau khi bạn mang về thì mình cắt ra, mình cắt những khúc. Đấy bạn, các bạn làm những khúc như vậy và nhớ là sắp xếp đầu đầu đuôi đuôi nha các bạn. Đó. Thì mình cứ xếp lên. Thì sau đó các bạn mang ra cái chỗ mà mình ươm á, thì mình ươm nó rất là nhanh. Đây là bông giấy màu cam, cam đỏ các bạn, rất đẹp. Còn đây là loại bông giấy trắng, trắng đỏ, hai màu trên một thân luôn. Rồi thì những cái cành lớn này thì các bạn sử dụng, mình sử dụng cái cưa này. Đó. Và đồng thời trên này mình lót một cái miếng vải cho nó êm, nó không bị chày xước, đó, nó không bị chày cái vỏ như vậy. Nếu mà nó bị chày cái vỏ vậy thì tỷ lệ sống kém các bạn. Những cái đoạn chày này các bạn bỏ hết đi, lấy lại những cái đoạn không có bị chày thôi. Rồi những cái cành nhỏ các bạn sử dụng cái kéo cắt cành á, các bạn cắt khoảng ở chừng 18 đến 20 cm, còn có những cái nó ngắn hơn 15 cm cũng được các bạn. Đó, tùy thuộc vào cái cành. Đó, ví dụ như cái cành nó cong, cái đoạn cong đó các bạn cắt uống đi, thì mình sẽ ra những cái đoạn thẳng thẳng nè, để mình dễ trồng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trồng. Thì trồng thì sẽ có hai phương pháp trồng các bạn. Đây cái chỗ mình trồng đây, các bạn sử dụng một cái lưới mỏng thôi, hoặc chiếc tán cây cũng được. Đó, thì che khoảng 70% ánh nắng. Thì ở đây mình có hai cái nguyên liệu để mình trồng, thì mình chia sẻ các bạn nào có nào thì trồng đó. Cái này là phân trùng quế mà mình đã trồng xong rồi nha các bạn. Các bạn vẫn tự dụng, tận dụng để trồng lại được. Không sao hết, phân trùng quế thì sử dụng rất là lâu. Đó, đây là một nguyên liệu thứ nhất mình sử dụng. Và nguyên liệu thứ hai đó là cát. Bà nào không có phân trùng quế thì mình đi kiếm cát về trồng. Nhưng mà là nhớ chọn cái loại cát xay, cát xay sâu nguồn các bạn. Cái này mình cũng mới sử dụng để mình ươm cái cây xong. Thì giờ mình tiếp tục mình ươm nữa thôi. Rồi, thì với cái phân trùng quế này thì ở dưới này các bạn nhớ bố trí những cái miếng xốp để cho nó thoát, thoáng thoát ra. Những cái loại hạt này các bạn bóp cho nó nát ra, tại vì cái này nó còn dính cái rễ những cái cây trước nữa. Đây, những cái cây bông giấy của mình đây, thì các bạn cứ để một góc, không ấn xuống nha các bạn. Mình trồng đây là mình không ấn xuống, mình cứ sắp vào một cái góc nào đó đi. Rồi sau khi các bạn sắp xong á, sắp xong phần này thì mình lấy một cái lượng phân trùng quế, nó các bạn ấp sơ lên thôi, rồi mình lay cho nó đứng lên lại. Đó. Rồi mình sẽ tiến hành các bạn. Rồi sau khi các bạn cố định như vậy thì các bạn rải một lớp phân trùng quế nữa lên trên. Thì với cái việc này các bạn không nên trồng sâu nha, tại vì khi các bạn trồng sâu mà cái biện pháp mà thoát nước rồi các bạn không tốt á, thì cái cây rất là dễ bị úng. 2 đến 3 cm mà các bạn giữ tốt á, thì tỷ lệ ra rễ rất là thành công, không cần cắm sâu xuống đâu. Cát thì các bạn cứ cắm trực tiếp xuống luôn cũng được. Nè, cát các bạn cứ cắm xuống, tại vì cát bản thân nó thoát nước. Rồi mình cứ lần lượt tiến hành thôi. Rồi sau khi các bạn trồng xong rồi thì mình tưới nước lên thôi.
chữ đậm nha các bạn. Rồi lưu ý các bạn vấn đề như sau. Thì thứ nhất đó là mật độ. Thì nếu mình cắm thì mật độ quá dày á, thì sau này các bạn gỡ lên á, thì cái rễ nó cũng bị tổn thương các bạn. Mình cắm mật độ vừa phải thôi. Đó, vừa phải. Rồi sau khi mà cái bạn dâm trong này xong, thì khoảng 1 tháng sau hoặc là 3 tuần sau thì các bạn đem ra ngoài và canh cái trời mưa mà dầm đó, thì các bạn trồng xuống thì tỷ lệ sống sẽ rất là cao. Rồi cái thời điểm mà mình làm đây á, thì là trước mùa mưa 1 đến 2 tháng nha các bạn đó. Thì sau đó mình sẽ chuẩn bị tốt hơn thôi. Rồi chào các bạn, chúc các bạn thành công. Sau khi mà nó mọc lên rồi mình trồng ra ngoài, mình sẽ tiếp tục chia sẻ clip cho các bạn.